Đây là một cái món quà rất là quý dành cho những người hâm mộ và dành cho nhân dân Việt Nam trong cái ngày đón Tết. Chúc khen hàng thầy tổ và sang Việt Nam sang đổ xứng lại. Một lần nữa xin cảm ơn ban huấn luyện, cảm ơn tất cả các cán bộ nhân viên phục vụ đội bóng và đặc biệt là cảm ơn các thi vụ đoàn này tham gia chiến đấu và hết mình hoặc là sắc áo trong cái buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi là truy sát lại hai chiến thuật tương đối hợp lý, chúng ta đang tận dụng rất tốt cơ hội có được. Xin cảm ơn và xin chúc mừng năm mới tất cả các cầu thủ, các cán bộ, các cầu thủ. Ta vào trong kia ta mừng tuổi. Quá tuyệt vời.